Ở đây có cô bác anh chị nào đã bị bệnh viêm phổi hoặc bị bệnh lao không ạ? Mà khi điều trị kháng sinh xong thì người rất là mệt mỏi, có cái chứng phế nhiệt, thậm chí là ho ra máu này, tức ngực mệt mỏi này, cảm thấy người nặng nóng, và đặc biệt em điều trị những bệnh nhân mà bị nổi mụn nhọt khắp người rồi, thì mọi người có một bài thuốc mà rất là đơn giản em chỉ mọi người này. Thì hôm nay em đang tiện đi lấy thuốc cho bệnh nhân thì em cũng ra thêm trong thang thuốc bệnh nhân ấy, thì em giới thiệu luôn. Thì bài thuốc này nếu như mọi người có sẵn trong vườn nhà có thể dùng hai vị thôi. Thứ nhất là rễ cây cỏ chanh ấy, thì hay gọi là bạch mau căn. Đó là một vị dược liệu mà thật sự mọc ở quanh đồng ruộng rất nhiều. Và hiện tại thì em cũng đang để mọc tự nhiên và em khai thác thôi. Vị thứ hai chính là cái lá dâu tằm này. Cái lá dâu tằm này thì nó có tác dụng, thậm chí là nó có thể làm an thần này, chữa mất ngủ. Nhưng mà cái tác dụng chữa về cái phế nhiệt nó rất là hay. Thì mọi người hoàn toàn thể dùng em từ 7 đến 10 lá kết hợp với khoảng 15 gram cái bạch mau căn khô ấy. Thì mọi người sắc với khoảng 500ml nước đun sôi. Đấy, nó sẽ giải quyết cái chứng phế nhiệt này, ho ra máu, tức ngực, mệt mỏi. Đặc biệt sau khi điều trị kháng sinh Tây Y về thì rất nhiều bà con gặp phải. Đó, thì đó là triệu chứng của phế nhiệt. Thế thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng để giúp thanh lọc phổi mình tốt hơn này. Và ngoài ra có thể điều trị về mất ngủ. Và mọi người hoàn toàn khi sử dụng cái sản phẩm này hoàn toàn yên tâm nhé. Cây dâu tằm là một loại cây mà em nghĩ là với chúng ta thì gặp rất là nhiều, nhưng mà nó là một loại cây thuốc quý đấy ạ. Trên cái cây dâu tằm này thì có rất nhiều bộ phận có thể chữa bệnh. Thì mọi người cần tư vấn về những bệnh phổi, lao phổi, hoặc là giải quyết cái hậu quả của kháng sinh gây chứng phế nhiệt gây ra thì comment bên dưới hoặc inbox cho em nhé.